Hello, vui mừng chào đón cả nhà trở lại với channel Family Sinh Hoạt Dùng Quê USA. Hôm nay nhà mình ăn món lẩu mắm nha cả nhà. Lẩu của mình cũng có nhiều thứ cả nhà. Có mực, có tôm cọp, có tôm hùm, có cá chim trắng, có scallop. Cái này tôm hùm nha cả nhà. Cái này là lobster. Đấy. Cái này lobster đó nha cả nhà. Đó. Tôm cọp, rau, bacon, lúm rau muống, cá hồi. Và nồi lẩu này của mình nè, hai chồng mình ăn nồi lẩu nhỏ thôi, không có lấy cái nồi bự chi cho kình càng cả nhà. Nồi lẩu này là vừa đủ cho hai vợ chồng mình. Cái đó là bacon của Khi Mì thích bacon lắm luôn cả nhà. Đây là món lẩu mắm nha, mời cả nhà hôm nay ăn lẩu mắm với gia đình mình. Khi Mì có hai món ha, Khi Mì có happy meal and bacon. Yeah. Rồi Khi Mì có tôm nữa, có lobster nữa, Khi Mì ăn tôm ăn lobster được mà. Mời cả nhà dùng bún mắm với mình nha. Đây là dĩa cá hồi của mình nha cả nhà. Mì con đẩy lên để xuống hồi đổ á, để dĩa cá này bên ngoài bên kia mà nằm bên đây. Rồi anh bật lửa lên em anh để cá để vào như vậy. Có xô gì bên kia dữ lắm rồi. Bây giờ mình bắt đầu để rau vô, để nấm vô, để nấm vô cho nó ngập nước. Để tôm hùm vô nè nha cả nhà. Đây là lobster. Đây, tôm cọp. Này, cá chim trắng. Đây là lobster của mình. Còn đây là mực với scallop. Mực với sò điệp. Ăn cá hồi thì thả cá hồi vô. Ba cá hồi thì thả cá này vô, thả nguyên cái đuôi cá chim luôn. Rồi đầy rồi ha, đợi cho sôi chút xíu đi. Hồi nãy mình thả tay ôm thịt vô, giờ nó sôi quá chừng sôi nè cả nhà. Và bây giờ mình dùng nha cả nhà nha. Bắt đầu ăn bây giờ. Mời cả nhà dùng bữa với mình. Lẩu mắm, tôm, cá hồi và lẩu mắm, tôm, cá hồi, tôm cọp, lobster, mực, scallop. Wow, đầy quá hả? Anh muốn đổ chén không? Yeah. Đó. Thả ra như thêm đi cả nhà. Này có rau nhút nữa nha cả nhà. Lẩu mắm mình đặc biệt có rau nhút, có cà tím, có tôm hùm. Sôi quá mình bớt lửa cả nhà. Chén này thì nhỏ.
Nè, anh lấy cái tô kìa, anh muốn ăn tô, đổi đổi tô. Dạ, mời cả nhà ngồi với mình nha. Bây giờ mình đổi dĩa cá hồi qua đây cho rộng bên đây nha cả nhà. Đó. Rồi trước khi mình ăn thì mình nhâm nhi một chút rượu ấm áp đi cả nhà. Thì mình lại mời cả nhà. Bây giờ trời đang lạnh. À, trời lạnh nè, mình ăn mình nhấp chút xíu rượu cho nó ấm người cả nhà. Hôm qua tuyết rớt xuống, bây giờ trời đang lạnh, bây giờ mình uống một chút rượu cho nó nóng nóng ấm cơ thể cả nhà. Mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Ông nội cũng lấy với cái mì nè. Cái mì là apple juice. Đó, cái đó là apple juice của cái mì. Dạ. Rồi, mời cả nhà nâng ly. Ngon quá. Mình thích rượu nho là vậy á. Ăn lộn lắm như mình ha. Thôi đổi chén đi. Đưa cái chén bự cho bà. Cái này chén nói cho nó gọn. Đưa cái chén kia luôn, bà đổi sáu chén luôn đi con. Tính tối không có ăn nhiều, ăn chén nhỏ. Bây giờ chén nhỏ khó ăn quá, ăn chén bự. Mình thì mình tính ăn chén giấy cho nó gọn á, mà anh xã mình ảnh không có chịu, anh thích ăn chén đá. Ăn chén giấy rồi á, kiểu như là ăn xong cái dọn liền cho nó khỏe. Nè con tôm hùm nè cả nhà, ý ra con tôm cọp này nha cả nhà. Đó. Mùa lạnh á cả nhà, mùa lạnh mà mùa đông lạnh á thì ăn lẩu nóng nóng là tôm này luôn cả nhà. Con này lobster nha cả nhà. Mời cả nhà ăn lobster với mình nha. Mực. Cá. Anh ăn cá hồi, anh thả cá hồi vô. Tôi thích ăn cá chim hơn. Nè. Miếng cá chim hát dẫn nó nha cả nhà ha. Đây. Nè miếng cá chim với mình nè cả nhà. Đó. Mình lại chén mắm ớt của mình. Nhất cái nhà ha. Mình ăn tôm thôi mà lại lọc cho không cho. Ăn miếng cá đi con. Mời cả nhà ăn cá với mình nhé. Ngon quá các bạn. Miếng cá ngon thế nào? Cá chim chấm. Mặt sớm luôn cả nhà. Mình thả rau vô không? Thả rau muống vô, thả rau lâu vô. Ở cái tiểu bang này á, cái mùa lạnh á, rảnh rỗi lắm nha. Mùa lạnh á, nhiều khi mình không đi làm được thì cứ ở nhà cứ nấu ăn thôi. Trước đây hồi năm 2020 tuyết, tức là nhiều. Tuyết nhiều rồi dịch nữa, thành ra tối ngày cứ ở nhà rồi nấu ăn rồi vui trong gia đình vậy đó. Cái mùa đông là rảnh rỗi lắm nha. Mùa hè thì làm không kịp đâu, mùa hè đi làm về phải chạy ra tiệm thôi. Hả? Không nói gì. Thôi nghe, nó bị cắt tao. Uống chút rượu nữa cho ấm. Cãi nha. Mặn quá. Đây qua đây dễ bắt giữ mây phải không? Đi vậy dễ dặn phải không? Dạ, mây mà. Nó bị ớt cay á. Cái gì mình ở lẩu ngon quá.
Cái này là món đặc biệt của Kim Mì nha cả nhà. Bacon. Kim Mì cũng như giúp mọi. Kim Mì. Mà cả nhà cũng uống một chút cho nó ấm rồi cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Yeah, very good. Thank you. Nhà nhìn con tôm cọp của mình nha. Ngon hết nói luôn cả nhà ơi. Nó ngon mà nó giòn, nó ngọt. Chấm với nước mắm ớt nữa. Mình không thích lobster lắm, mình chỉ thích tôm cọp thôi, ăn nó ngọt thật mà nó giòn. Thì mày xé cho mày nội tờ giấy khác, nội lấy giấy của con. Ok, nội lấy nha. Trời, lấy đi, nội đưa mới kìa. Đi. Ăn không? Ăn không? Ăn không mà đâu được chứ. Hả? Ăn cơm thôi. Mấy cái nhà ăn với mình miếng cám nữa nè. Đó, cục tôm á anh lộn đi. Scallop á, anh lộn cục scallop ăn đi. Nè, chúng tôi đây. Thì mì. Chúng cái nấm mắm. Mời các bạn nha. Không lệnh á, cầm đăng qua đổ bây giờ. Không sao đâu. Nha, chạy nó. Nè. Mời cả nhà. Đúng sao? Đã người ta uống cái này, người ta đã uống ăn hút nữa con. Uống ăn hút đang quên lắm mà, nó phải. Uống ăn hút đang đúng đủ. Nấm cũng ngọt sớt luôn nha cả nhà. Đúng ngọt luôn á. Này để từng ô với salad xong vô ăn cũng ngon đó nha cả nhà. Trước nhà mình đây tận ô chẳng lửa cao lên chút xíu nữa. Để nó căng lên chút xíu đi cho nó xong.
Mau vậy? Rồi ăn chút xíu với bà nội đi cho ngon. Có con ăn cái bên nó ngon á. Ngon lắm mà hả? Rồi ở nhà ăn mực với mình nha. Miếng cá hồi luôn. Cái này bacon này nha cả nhà. Thử miếng bacon này giòn lắm không? Cái mì nó rất thích món này luôn cả nhà ơi. Ba nội thái mỏng. Nướng tới khô luôn, không còn mỡ. Ngon hơn tới mỡ nhiều. Để tao nấu bỏ vô cho. Hả? Được rồi. Ăn hết hả? Ừ. Là lẩu như đây không, đừng nói vợ hai nhà chồng ăn không hết nha. Lọc ít tôm hùm ở đây. Lọc lên 10 cả nha. Mình cho ăn thêm một tô nữa nha. Thấy không? Quá ngon luôn. Mực núng. Anh Trang không? Anh Trang để tép, để đồ vô ạ. Trang bút, Trang, chú Trang không? Bây giờ mình để tôm vô thêm nha cả nhà. Đây, tôm hùm. Sôi quá rồi. Để vô lại này. Ăn cá nữa không? Thả cá, thả cá cứ nữa. Cá không? Có hai chồng gì mà dở hẹp vậy? Ăn mới chút xíu thôi. Mời cả nhà. Miếng núm dai á. Ăn vô nó giòn rụm. Hồi trưa mình ăn cô một lần rồi. Hồi chiều quán chừng 5 giờ mấy rồi. Ở ngoài tiệm dọn dẹp, quét dọn chút xíu cho nó sạch sẽ cái tiệm, cái ăn đói bụng ăn. Tôi kêu chưa bụng gì ăn lẩu mà còn ăn cơm trước nữa. Ăn một miếng rồi. Ngon quá. Giờ này ăn chút xíu nữa rồi. Mực ngon quá. Mời cả nhà ăn mực với mình nữa nha. Giòn rụm luôn cả nhà ơi. Cá, cá hồi rất ngon. Nó có chất omega nhiều quá, tốt cho sức khỏe lắm đó. Mình á, rau mình á thì cây nhà lá dừa chỉ mua cái núm thôi, còn ở trong nhà mình á có hai bụi xả, có một cây ớt, có một cây bưởi và ba bốn cây cóc đó nha cả nhà. Trời lạnh mình đem vô nhà để ngoài á, trong đá chết hết rồi thì ra đem vô nhà, mùa hè ấm mới đem ra ngoài cả nhà. Mình nó thì ở vùng lạnh, mình ở vùng lạnh, bắt đầu tới mùa xuân, bắt đầu tới hơi ấm ấm chút xíu á, là bắt đầu mình trồng.
chung trồng đủ ăn trong nhà, nhưng mình khỏi đi mua chợ xa, chợ nó xa, như ớt rồi xả rồi rau rém chút đỉnh, như rau thơm, chung quanh tình rau thơm trồng xung quanh nhà để mình đủ ăn hàng ngày thôi. Tại vì mình muốn đi mua thì ít nhất có tiếng mấy đồng hồ rồi mình chạy xe thì người ta đi mua. Có thể mình trồng chung quanh nhà một chút xíu nó có đủ ăn. Nhưng mà ví dụ như xả thì cái nó tới cái mùa đông á là mình phải rinh vô nhà cả nhà ơi. Mình á cả nhà, mình thì ở vùng lạnh. Mà cái mùa đông này nó mùa đông chắc là cả nhà biết là mùa đông nó lạnh như thế nào ở đất nước này. Bắt đầu tới mùa xuân cái bắt đầu mình trồng, bắt đầu trồng được như là rau rồi này chung quanh nhà một chút đỉnh để ăn. Tại vì mình đi chợ mua, nó chợ từ nhà qua chợ Việt Nam nó xa lắm, cái nhà chạy xe khoảng chừng 45 phút, một tiếng đồng hồ mới tới. Chợ Mỹ cũng có đó. Nhưng mà rau Mỹ không à. Chợ Mỹ nó cũng có bán, nhưng mà mình làm hàng ngày mình làm trong chợ nên là chợ Mỹ nó cũng bán rau, nhưng mà rau của Mỹ nó mười cái nhà ăn thêm con tôm nữa với mình. Những rau mà mình muốn thì giá thì như xà lách hay là rau thơm thì ở chợ Mỹ đâu có bán cái đó cả nhà. Cho nên bước vào mùa xuân bắt đầu mình trồng chung quanh nhà một chút đỉnh nha. Ngon quá cả nhà ơi. Xả rồi chanh như nọ, nhưng mà cái gì mình bỏ được, nhưng mà chanh với xả là mình không có thể bỏ qua được. Là tới mùa đông á là mình cũng đem cây xả rồi bụi xả là đem chanh vô trong nhà, tại vì nó có tác dụng là nó ngon, nó ngọt. Thường thường cái mùa đông á là nó bị lạnh, mà khi là lạnh quá thì nó sẽ làm cho mình bị cảm. Mình cần xả, mình cần chanh. Khi mình xong á, làm bị xong mình lấy cái mền hay gì đó mình trùm bít cái cơ thể của mình xong. Mình đổ một vài giọt dầu gió vô. Trùm khoảng chừng 5-10 phút cho đó cả nhà. 5-10 phút nó đổ mồ hôi đầy mình hết trơn à. Là có cảm giác mình rất là thoải mái. Đó, mình đó trường hợp thí dụ mình không có cần uống thuốc cả nhà. Cảm thấy nó đi cảm nhẹ nhẹ, nó có thể khỏe hết cả nhà. Cho nên cả nhà cứ mình biết mình chia sẻ cho cả nhà cái kinh nghiệm là mình làm như vậy là có hiệu quả rất là tốt cả nhà. Nguyên một mùa Covid vợ chồng mình xong sáng xong chiều, thành ra sức khỏe rất là ok. Cả nhà biết cái mùa Covid nó bắt đầu vô 2020 đó, và có Covid rồi khoảng tháng 3 ở bên này là tháng 3 bắt đầu, là tháng 2, tháng 3 bắt đầu có Covid rồi. Nhiều rồi đó, lúc đó là nhiều rồi. Là mình đâu có đi làm nữa cả nhà, mình ở nhà suốt mấy tháng trời như vậy, mình ở nhà mình không có đi làm. Hãy mà có cảm này chút cứ làm như vậy hoài cả nhà ơi. Thêm một con nữa cả nhà ơi. Mình hãy có bị cảm thì cái đó mình cứ làm như vậy, mình cứ xả xong rồi tới luôn là các là ok. Nhưng mà như khi người Mỹ họ không tin, họ không có tin đâu. Ví dụ mình nói như vậy người Mỹ họ thậm chí họ còn cười mình, họ nghĩ là mình không biết mình làm cái gì. Không biết sao làm gì đâu. Đó, nhưng mà thật sự á, là người Việt Nam mình là, tôi nghĩ là cái đó nó có hiệu quả rất tốt lắm. Nói chung là tôi ít uống thuốc lắm cả nhà. Đó, ít uống thuốc lắm. Tại vì thuốc nó có hai mặt của nó, một cái nó có lợi, một cái nó có hại, cho nên là mình ít uống. Thường thường mình xong hay là lúc nào đi đâu cũng dầu gió trong túi vậy thôi. Dầu gió trong túi là cứ khó chịu là mình thích một chút xíu nó thoải mái, hoặc là về nhà mình như đi làm về tình tí mình đi làm về tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc ra đi hãng làm cũng tiếp xúc, mà về thậm chí ngày weekend mình đi làm phụ tiệm làm nó cũng là tiếp xúc nữa. Cho nên là mình về nhà lúc nào khi mà trước khi tắm rửa xong mình phải xong một chút cho nó đổ mồ hôi chút xíu rồi bắt đầu mình thoải mái rồi mình ăn uống ở nhà. Đó. Đó, mình biết như vậy mình chia sẻ cho cả nhà. Đó. Bây giờ mình tiếp tục ăn cả nhà ăn cùng mình nhé. Lo rồi đó cả nhà ơi, hai tô. Anh này anh dở nó có 1 tô. Giờ muốn để tôm để mực chứa thêm nữa. Tại vì nãy giờ trước khi về ăn cơm rồi, biết rồi. Dở không? Dở lên hết luôn nè. Không biết. Giờ mình ăn la sét dài
một chút xíu trái cây. Mời cả nhà ăn nho với mình. Nho này ngọt lắm á. Mình nói mình không thích nho xanh mà anh xã mình mua nho xanh về ăn rất là ngọt luôn cả nhà. Thì thử thấy ngọt hay mới mua á. Giòn. Chí ăn ai cũng khen. Hôm nay mình chia sẻ với cái nhà buổi ăn tối với những món ăn như vậy nè. Cả nhà thấy thích nhớ tặng cho mình một like kèm theo vài lời bình luận. Ai chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh như mình nha cả nhà. Chúc cả nhà năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Ăn thêm với mình trái nho nữa nha cả nhà. Mẹ ăn nhỏ thấy không con? Bữa ăn tối với món lẩu mắm hải sản của mình tới đây xin tạm dừng. Chúc cả nhà một năm mới tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh giùm mình. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye. Khi Mì lại bye cả nhà. Khi Mì lỡ lên con. Bye bye cả nhà đi con. Chúc cả nhà. Bye bye cả nhà. Nói đi con. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà năm mới nhiều vui vẻ hạnh phúc. Khi Mì con nói coi. Chúc cả nhà. Chúc cả nhà năm mới nhiều vui vẻ hạnh phúc. Nói theo mà. Nó mắc cỡ. Nó nói tiếng Việt không mấy rõ. Nó mắc cỡ cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Rồi.